chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh muốn giới thiệu tới tất cả mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh xin giới thiệu tới mọi người một dự án mới, 2 căn ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cụ thể nằm cái vị trí của cái căn nhà này thì em Ánh đang đứng ở trước cửa đây. Cụ thể thì nó nằm thuộc đường Yên Hòa, tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông mọi người nhé. Thì đây ngõ trước nhà mọi người có thể quan sát giúp em là ô tô taxi có thể lùi vào tận tới cửa, và cách đường ô tô đi lại ở ngoài kia nó chỉ rơi khoảng tầm 30 mét thôi mọi người ạ. Căn nhà này là có diện tích là 35 mét vuông, hướng nhà là hướng tây nam và được thiết kế xây dựng là 4 tầng mọi người nhé. Đây mọi người có thể quan sát phía bên ngoài giúp em đó, với cái mặt tiền 5,9 mét, rất là rộng, chiều sâu là 6,25 mét. Căn nhà này là diện tích là 35 mét mọi người ạ. Vị trí của cái căn nhà này thì rất là thuận lợi, gần với lại trường tiểu học, trường mầm non Yên Nghĩa, gần chợ, gần các tiện ích xung quanh mọi người nhé. Em sẽ giới thiệu cụ thể với mọi người về căn nhà. Mọi người có thể nhìn phía bề ngoài của bên ngoài của căn nhà là mặt tiền là được ốp đá granite gạch 60 đó, mọi người nhìn xem vân đá màu đen rất là đẹp, rất là sáng, sang trọng, nổi bật. Cũng như là đây chính là cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà thì được thiết kế là hai lớp, lớp ngoài là lớp cửa kéo sắt kéo và cửa bên trong là cửa gỗ kính mọi người nhé. Đây ạ, mời mọi người tiến vào phía phòng khách của căn nhà cùng em. Đây, phòng khách của căn nhà. Căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết rồi, mọi người chỉ có việc dọn đồ về ở thôi. Với cái phòng khách rất là rộng mọi người ạ, đã được bên công ty em hoàn thiện hết về trần thạch cao cũng như là sơn này, hệ thống đèn led, thiết bị vệ sinh. Gạch thì là gạch lát 60-60 hàng granite, rất là đẹp, loại 1 primer nha mọi người. Phía phòng khách này thì có một cửa sổ ngách ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như là không khí vào trong cái căn phòng khách này rất là thoáng. Tiếp theo mời mọi người đến cái vị trí của cái phòng bếp. Đây, phòng bếp của căn nhà đây, rất là rộng, bếp chữ L, được làm bằng gỗ sồi Nga mọi người nhé. Màu sắc rất là nhã nhặn và tinh tế đúng không ạ? Mặt bếp là được làm bằng đá đen. Và hệ thống chậu cũng như là vòi rửa là inox 304 hàng nhập khẩu. Mọi người có thể quan sát giúp em. Đây, anh có thể chiếu gọn vào để cho mọi người nhìn thực tế luôn cái chất lượng. Cũng như là xung quanh của cái khu vực bếp này thì là được ốp gạch 30-60, rất là sạch sẽ. Ở cái tầng 1 của ngôi nhà này thì có một nhà vệ sinh phụ ở dưới tầng 1 này, đều được lắp đầy đủ thiết bị vệ sinh, bồn cầu cũng như vòi xịt. Và ở tầng 1 có hệ thống máy bơm nước tổng cho toàn bộ ngôi nhà. Xin mời mọi người lên tầng 2 cùng em Ánh. Đây chính là phía cầu thang lên tầng 2 của ngôi nhà mọi người nhé. Đây ạ, ở đây là có tay trụ cũng như là cầu thang đều được làm bằng gỗ lim Nam Phi. Gạch cổ bậc được lát đá kim loại 1, kim sa loại 1 mọi người ạ. Mời mọi người tiến lên phía tầng 2 cùng em nhé. Phía tầng 2 của ngôi nhà này thì được thiết kế là mỗi tầng 2 phòng ngủ mọi người ạ. 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh, thì đây chính là phòng vệ sinh của tầng 2 đây. Phòng vệ sinh của tầng 2 thì được mọi người có thể quan sát luôn, được thiết kế đầy đủ bồn cầu cũng như lavabo, hệ thống sen cây, vòi xịt mọi người nhé. Bồn cầu liền khối thương hiệu Toto nhé mọi người, rất là nổi tiếng đấy ạ. Và kể cả là lavabo cũng vậy. Toàn bộ nhà vệ sinh của tầng 2 là được ốp gạch 30-60, vân đá rất là sạch.
Mà mọi người tham quan qua một chút cái phòng ngủ của cái tầng 2 nhá. Phòng ngủ của tầng 2 ngôi nhà đây đều có cửa thông phòng hướng ra cửa thông phòng kia, và đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, rất là sáng, rất là thoáng. Với hướng nhà là hướng Tây Nam, rất là thoáng mát. Hệ thống đầu chờ của điều hòa cũng như là áp của từng phòng, hệ thống thạch cao của từng phòng cũng như đèn LED đều được trang bị đầy đủ hết rồi mọi người nhé. Và gạch của cái phòng ngủ thì ưu tiên là gạch lát nền này nè, vân gỗ, rất là ấm áp. Cửa thông phòng đây mọi người có thể nhìn thấy, cửa thông phòng được làm bằng gỗ lim Nam Phi nhá, rất là chắc chắn. Đây là phía phòng ngủ thứ hai của tầng 2 ngôi nhà. Nó tương tự như là tầng như là cái phòng bên kia vậy, cũng có cửa hướng ra bên ngoài, rất là thoáng. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng của ngôi nhà đều được làm bằng gỗ, chất liệu là gỗ mọi người nhé. Và căn nhà này thì là thiết kế là có hành lang trước hai phòng, rất là thoáng. Đó. Tiếp theo xin mời mọi người theo em Ánh lên tầng 3. Tầng 3 của cái căn nhà này. Tầng 3 của căn nhà này thì lại được thiết kế tương tự như tầng 2. Mọi người ạ, tương tự như tầng 2 của ngôi nhà. Thế là vị trí là của căn nhà này là tổng có 4 phòng ngủ mọi người ạ. 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh nhá. Thì đây. Đây chính là phía phòng ngủ thứ 3. Căn nhà này em nhắc lại nhá, 4 phòng ngủ mọi người ạ. Rất là thoải mái, rất là rộng. Đó. Rất là sáng. Nhà vệ sinh ở trên tầng 3 cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Đấy. Cửa thông phòng của nhà vệ sinh thì làm bằng nhôm Việt Pháp. Nhà vệ sinh của tầng 3 thì thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người nhé. Cũng đầy đủ lavabo, bồn cầu, sen tắm và lát và ốp gạch 30-60, rất là đẹp. Đây chính là phòng ngủ thứ 4 trên tầng 3. Mỗi tầng chia 2 phòng ngủ cho nên là rất là nhiều phòng ngủ mọi người ạ. Và giá của cái căn nhà này thì là chỉ có 1 tỷ 620 triệu thôi. Rất là hợp lý với cái diện tích 35m², xây dựng là 4 tầng. Tiếp theo xin mời mọi người lên tầng 4 của căn nhà cùng em. Tầng 4 của căn nhà này được thiết kế rất là hợp lý ạ. Vô cùng hợp lý luôn. Trên tầng 4 của căn nhà được thiết kế riêng biệt có phòng thờ này, có khu vực để máy giặt mọi người nhé. Đây chính là khu vực để máy giặt của ngôi nhà. Riêng biệt đây chính là phòng thờ, xin giới thiệu với mọi người. Đây là phòng thờ của căn nhà. Rất là thoáng. Và xin mời mọi người hướng sang phía sân phơi của ngôi nhà nhé. Sân phơi của ngôi nhà đây. Đó. Em Ánh đã giới thiệu chi tiết, gần như là chi tiết hết về cái vị trí căn nhà cũng như là cái hướng nhà. Em nhắc lại một chút với mọi người nhé. Diện tích căn nhà là 35m², xây dựng là 4 tầng. Giá chào bán chỉ có 1 tỷ 620 triệu thôi. Và bên công ty sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn với khách hàng có nhu cầu. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như thấy hay thì bấm vào like cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều thông tin bất động sản hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.